Xin kính chào tất cả các anh chị các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cho các anh chị các bạn cách làm món dưa cải. Thì dưa cải này làm cũng rất là dễ và ăn thì rất là giòn, rất là ngon các bạn. Chua chua rất là ngon, mùi rất là thơm. Và món dưa cải thì mình thường ăn với các món thịt kho rượu nữa các bạn, hay là ăn với cá kho rồi cũng rất là ngon. Và trong những ngày Tết thì mình ăn nhiều thịt cá rất là ngán, có món dưa cải ăn kèm thì rất là ngon miệng. Bây giờ xin mời các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Giờ cây cải này mình sẽ đem đi rửa rồi mình lặt hết cái lá sâu nó ra nha các bạn. Cái lá nào mình thấy không có ăn được thì mình sẽ cắt bỏ. Ở trong nó rất là bẩn các bạn, mình sình đất rồi nó bám vào các bạn. Mình sẽ rửa, mình rửa trong cái bẹ phía trong cho nó sạch ra luôn các bạn. Mình rửa mình coi có sâu này con kia vào thì mình rửa mình lựa cho sạch ra luôn. Cái này phơi xong mình hay rửa cũng được các bạn, hay là mình rửa xong mình phơi thì vẫn được các bạn. Cái dưa cải mà ngon thì mình lựa cái dưa cải nó có cái bẹ nó nhiều như nè bạn, với cái bắp nó nhiều á mới ngon. Còn dưa cải mà lá nhiều quá, không có cái nhỏ quá lá không thì khi mình làm dưa nó không mới ngon các bạn. Ở đây mình rửa xong rồi các bạn, mình để cho nó ráo xong á mình đem mình phơi nắng nha. Các bạn phơi khoảng một ngày, nếu mà nắng mạnh thì mình phơi khoảng buổi là được các bạn. Khi phơi mình cũng trở bề cho cái dưa cải mình nó héo đều các bạn. Rồi để làm dưa cải thì mình ở đây mình chuẩn bị là 3 kg dưa cải các bạn. Dưa cải thì mình chọn cái bắp nó với cái bẹ nó nhiều vậy nè thì mình làm dưa nó ăn ngon hơn. Mấy cái cây lá nhiều nó ăn không ngon nữa các bạn. Khi làm dưa lên cái bẹ nó ăn sẽ ngon hơn cái lá các bạn. Quả dưa cải này mình đã phơi được một ngày nữa các bạn. Và tiếp theo đây mình chuẩn bị 2 muỗng muối và 150g đường mía. Rồi giờ mình sẽ đi nấu cái nước để mình làm cái dưa các bạn. Mình nấu nước đã sôi, mình để muối vào với đường vào các bạn. Để mình để muối vào trước rồi mình xắt cục đường này cho nó nhỏ ra cho nó mau tan các bạn. Rồi mình để đường vào, rồi mình khuấy cho cái đường của mình nó tan hết luôn các bạn.
Ở đây mình đã thấy đường nó tan hết rồi mà, rồi mình cho cái nước mình nó sôi lên là mình tắt bếp là được nha các bạn. Rồi nó sôi mình tắt bếp, mình để cho nó nguội nha các bạn. Ở đây mình sẽ để cái dưa vào thùng nha các bạn. Mình có cái khạp gì mình để vô cũng được các bạn. Mình ở đây mình để vô cái thùng các bạn. Mình để vô keo cũng được các bạn. Mình chắc cho cái cải của mình nó dẻ xuống, đặng lát mình đổ nước vào nó ngập các bạn. 3 kg dưa cải này mình chuẩn bị, mình nấu hồi nãy là 2,5 lít nước các bạn. Tại vì 3 kg nãy mình cắt mình tỉa bớt chắc nó cũng còn 2 kg mấy các bạn, cắt lá rồi ra bớt các bạn. Rồi đây là cái nồi nước mình để nãy giờ nó đã nguội nữa các bạn, mình đã nguội nó còn ấm ấm rồi các bạn chứ không phải nguội luôn nha. Mình để cái tay vào nó hơi ấm ấm là được, không nóng rồi các bạn, nó hơi hơi ấm ấm thôi. Mình mà để nóng vô là nó sẽ hư cái dưa cải của mình nha các bạn. Giờ mình để hết nước này vô, mình sẽ đè nó xuống nha các bạn. Mình để cho mình đè xuống chút là nó ngập mặt, cho dưa cải nó ngập ở dưới mặt nước mới được nha các bạn. Bây giờ mình nhận nó xuống ngập mặt nước rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái đồ vật gì mình dằn lên trên đó các bạn. Mình dằn cho nó nặng, nó đè cái dưa mình xuống, nó vừa ngập với mặt nước không có nổi lên trên. Mình lấy cái thớt hay cái gì đó các bạn, nặng nặng mình đè lên. Và đây là cái dưa cải của mình nè, sau 5 ngày nè các bạn. Giờ mình sẽ ăn thử cái độ giòn cho các bạn nghe. Giờ mình ăn thử cho các bạn nghe. Cái dưa nó giòn, ăn chua chua, rất là ngon các bạn. Vô ngụm luôn các bạn. Ăn rất là giòn, rất là thơm và ngon lắm các anh chị các bạn. Và các anh chị các bạn nào thích món dưa cải của mình thì hãy cho mình một like và nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Và các anh chị các bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì hãy nhấn nút đăng ký để lần sau mình ra video mới các anh chị và các bạn nhận được video của mình nha. Xin cảm ơn tất cả các anh chị các bạn đã xem video của mình và xin kính chúc các anh chị các bạn thành công với món dưa cải nha. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong video sau.